Thưa quý vị, thưa các bạn, để quản lý vận hành được lưới điện trải dài khắp 27 tỉnh thành phía Bắc là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC trong những năm vừa qua. Đặc biệt khi điện được biết đến là một yếu tố đặc thù và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như làm việc trên cao, ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện, những rủi ro về thiên tai, v.v. Ý thức được những nguy cơ tiềm ẩn, những năm gần đây công tác an toàn lao động luôn được Tổng Công ty quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tổng Công ty đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên. Xác định người lao động là tài sản quý nhất với thông điệp, hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. Ngay từ đầu năm 2018, phong trào xây dựng đẩy mạnh văn hóa an toàn lao động đã được phát động triển khai trong toàn Tổng Công ty. Điểm nhấn trong hành trình xây dựng văn hóa an toàn lao động đó là 100% cán bộ công nhân viên EVN-NPC cùng quyết tâm thực hiện lời thề văn hóa an toàn lao động để từ đó từng bước nâng cao nhận thức và thay đổi hành động không chỉ của mỗi cán bộ công nhân viên mà của cả một tập thể, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động và hệ thống điện miền Bắc. Năm nay với cái chủ đề là đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn, thì với Tổng Ty thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ để làm sao nhằm nâng cao cái nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là cái kỹ năng về cái nhận diện các yếu tố nguy hiểm trong quá trình làm việc. Lưới điện của Tổng Ty miền Bắc thì hiện nay nó còn tồn tại rất nhiều những cái tiềm ẩn nguy cơ, cho nên là người lao động cũng phải làm việc trong cái môi trường yếu tố nguy hiểm. Thì chính vì đó mà cái kỹ năng nhận diện các mối nguy hiểm thì chúng tôi đưa lên hàng đầu trong năm nay trong cái chương trình đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn. Ngoài việc chú trọng công tác an toàn lao động trong ngành điện, EVN-NPC luôn hướng đến và thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an toàn điện trong nhân dân. Đây chính là trách nhiệm của đơn vị đối với cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền như phát tờ rơi, cẩm nang sử dụng điện an toàn tiết kiệm đến từng hộ khách hàng, tổ chức tuyên truyền sử dụng an toàn điện trong trường học, tuyên truyền công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trong nhân dân được triển khai mạnh mẽ tại nhiều tỉnh thành. Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, EVN-NPC đã và đang áp dụng có hiệu quả công nghệ vào quản lý an toàn lao động, triển khai tổng đài tin nhắn để nhắn tin nhắc nhở cán bộ công nhân viên các vụ tai nạn lao động trong quá khứ và từ đó đưa ra bài học rút kinh nghiệm, ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố thiên tai, bão lũ xảy ra. Công tác an toàn lao động thì được công ty điện lực xác định là đây là một trong những nhiệm vụ là trọng tâm thường xuyên. Do vậy, trong những năm vừa qua, thì công ty điện lực Nam Định đã triển khai thực hiện rất nhiều các giải pháp, các quy định, pháp luật quản lý nước về an toàn vệ sinh lao động với cái mục tiêu là đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn trong sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng về công ty hoàn thành tốt cái nhiệm vụ sản xuất của tổng công ty giao năm 2018. Vừa qua, chương trình hội thi cán bộ an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018 tại 27 công ty điện lực đã đạt được những kết quả đáng mừng. Ở mỗi cuộc thi đều có những phần thi để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả, góp phần vận động người lao động tích cực tham gia công tác an toàn vệ sinh lao động, thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn cao. Các công ty đã lựa chọn được những cá nhân tập thể xuất sắc để mang tới hội thi an toàn vệ sinh viên cấp tổng công ty. Đây chính là sân chơi để cho cán bộ, công nhân ngành điện trau dồi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành sơ cấp cứu, cứu người bị nạn trong những tình huống khẩn cấp, tuyên truyền về công tác an toàn đến với mỗi người lao động, người dân, tạo sự chuyển biến về chất trong việc thực hiện, quản lý và chỉ đạo an toàn vệ sinh lao động, với mục tiêu đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh. Hành trang mà chúng tôi mang đến hội thi đó là những kiến thức đã được bồi huấn, những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, trong lao động. Với tinh thần giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cũng như là tuyên truyền tới mọi người về công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, thì hội thi này chúng tôi rất mong muốn là sẽ được lan tỏa những kiến thức tốt đẹp đó tới cán bộ công nhân viên ngành điện nói chung và tới toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà. Chúng tôi đến đây thì với tinh thần là giao lưu học hỏi rồi và rất muốn là để trau dồi thêm cái kiến thức về công tác an toàn vệ sinh viên, an toàn trong làm việc tại hiện trường. Hôm nay đội thi của Điện lực Xuân Trường đến đây thì mang đến một tiểu phẩm với thông điệp là chúng ta hãy chung tay góp sức để đảm bảo hành lang an toàn điện.
Có thể nói, thực tế điều kiện làm việc của ngành điện khá nặng nhọc và còn nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân viên phải thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các quy trình, quy phạm, quy định của nhà nước, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như người xung quanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đơn vị.